Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan xung đột sụp sôi ở Nga, Ukraine cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chiến sự Ukraine ngày 26 tháng 8, phòng tuyến Kiev sụp đổ ở Avdiivka, Pokrovsk. Theo hướng Avdiivka, Pokrovsk, quân đội Nga đang tiếp tục đánh sập hàng phòng ngự của Ukraine để tiến xa hơn về phía nam. Theo kênh Reba, sau ngày quốc khánh Ukraine với chiến sự có vẻ trầm lắng thì giao tranh tại vùng Kursk đã trở nên dữ dội hơn nhiều. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm lại nhiều ngôi làng và cho biết, tính đến nay, quân đội Ukraine, AFU, tổn thất hơn 5.800 quân nhân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chở quân, 383 xe bọc thép chiến đấu, 177 xe, 37 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng pháo phóng loạt, bao gồm 3 tổ hợp HIMARS, 9 trạm tác chiến điện tử, radar phản pháo, radar phòng không. Lực lượng Moscow tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truy quét các đơn vị đối phương. Tình hình vẫn khó khăn nhưng có thể kiểm soát được trên sự chuyển sang giai đoạn định vị. Cụ thể, ở quận Konevsky vẫn còn xảy ra các cuộc đụng độ trên đường tiếp cận Kremyanoy, Krasnuktiapski và khu vực Snagos. Không có bước tiến nào của Kiev được ghi nhận trong khu vực. Tại quận Sotsanski, quân đội Nga giữ các vị trí tại Malaya Lokna nơi lực lượng Ukraine thỉnh thoảng cố gắng thực hiện các cuộc tấn công nhưng mỗi lần đều gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Tại Cherkasy-Porechny, cũng như khu vực Ruskaya-Konopenka và Cherkasy-Konopenka, chưa có thay đổi nào về tình hình chiến đấu được ghi nhận. Quân đội Nga đã phá hủy thêm một hệ thống tên lửa phòng không Ukraine trên khu vực biên giới vùng Sumy. Lần này, một xe bệ phóng tự hành của tổ hợp Buk-M1 bị bắn trúng khi đang ẩn náu trong một trong những tòa nhà trong làng Grishenkovo kênh Military Summary đưa tin gần như không có hành động phá hoại nào của quân đội Ukraine trên mặt trận cướp trong vài ngày qua, hình ảnh các đoàn xe bọc thép đột phá nhanh chóng qua nhiều dặm đã biến mất. Các trận chiến giành chiến hào hiện đang diễn ra tại từng ngôi làng. Trên trục Avdiivka, Pokrovsk, lực lượng Moscow đang tiếp tục đánh sập hàng phòng ngự của Ukraine để tiến xa hơn về phía nam. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có những đám cháy lớn bất thường tại Horodivka, Novohodivka và ngay trước Selidov, cho thấy rõ nơi diễn ra nhiều cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa hai bên hiện nay. Quân đội Nga được ghi nhận thành công ở Konstantinka, hoàn toàn chiếm giữ được phần phía nam ngôi làng và treo cao quốc kỳ. Theo cao tốc T0524, phía trước Ugoda, Vuleda và Vodian, lực lượng Moscow chiếm được một số phần của chiến hào trên đường. Ugoda tiếp tục là trọng tâm lớn của họ. Kênh Raiba cho biết, các đơn vị Nga đang phát triển thành công trên mặt trận phía nam trục Apdiva. Pokrovsk khi họ vượt qua hàng phòng ngự Ukraine cả ở Novogrodovka và từ hai bên sườn, cố gắng bao vây nơi đây. Lực lượng Kiev bị tước đi lợi thế thông thường là các tuyến phòng thủ được củng cố tốt, đang dần rút lui trên nhiều khu vực cùng một lúc. Các đơn vị tiền phương của Nga tiến tới tuyến Krutoyza, Krasniza, giành được chỗ đứng tại ngoại ô đông nam Krasniza. Họ đang tích cực sử dụng pháo binh và UAV để chấn áp các trận địa hỏa lực của Ukraine, cho phép bộ binh sông lên dọn sạch vị trí của đối phương mà không gặp vấn đề gì đáng kể. Một số nguồn tin đã đưa tin về việc lực lượng Moscow kiểm soát cả hai khu định cư nói trên, nhưng vẫn chưa thể xác nhận thông tin này bằng các video kiểm soát khách quan. Việc giành được Krutoyza và Krasnyza sẽ cho phép quân đội Nga bắt đầu tấn công các vị trí của AFU trên bãi thải của mỏ Novogrodskaya số 3. Điểm cao này đóng vai trò là chìa khóa cho việc hình thành mũi tấn công từ phía Bắc Novogrodovka và đe dọa các đơn vị Ukraine chấn thủ trong thành phố. Tại trung tâm Novogrodovka, nhóm xung kích Nga đang nhanh chóng vượt qua tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát vững chắc hai đường Michurin và Terzhenev, đồng thời bắt đầu các trận chiến trên đường Molodesnaya. Theo một số báo cáo, các nhóm tấn công đi đầu của Nga đã tiến tới khu vực trung tâm thành phố và bắt đầu chiến đấu ở đó. Có thông tin cho biết về việc lực lượng Moscow chiếm giữ các vị trí đối phương trong khu vực giao lộ ở ngoại ô phía Tây và các trận đấu súng riêng lẻ ở phía Bắc, trong khu vực trạm biến áp trên phố Nekrasov. Có lẽ, quân đội Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp và tấn công các trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine. Bất chấp sự hoảng loạn đang lan rộng trong mạng thông tin của Ukraine, vẫn còn quá sớm để nói về quyền kiểm soát của lực lượng Moscow đối với thành phố. Hầu hết các báo cáo về việc họ tiến vào một số khu vực đông dân cư đều đến từ những người dân địa phương mất phương hướng, chưa có thông tin chính xác về tình hình trong thành phố. Ở phía nam, quân đội Nga đang chiến đấu trên các đường tiếp cận mỏ Kotlyrevskaya. Việc chiếm được mỏ này sẽ đơn giản hóa cuộc tấn công trên khu vực. Các phân đội tấn công tiền phương tiến gần ga xe lửa Mikhailovka và cắt đứt đường cao tốc M30, dọc theo đó các đơn vị Ukraine được tiếp tế ở sườn phía bắc Donetsk. Tại phòng tuyến Kalovka, Memrich, quân Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát, phát triển cuộc tấn công từ Pichy đến Kalinovo, đồng thời tiến mạnh về phía nam dọc theo hồ chứa Karlovsky sau khi chiếm được Skachny. Theo một số thông tin, lực lượng Moscow đang tích cực tấn công từ hai bên sườn tuyến phòng thủ đối phương tại khu vực Kalinovo, cố gắng vượt qua và cô lập các cứ điểm này. Ngược lại, Ukraine đang cố gắng ngăn chặn quân đội Nga đột phá đường cao tốc M30 và cuộc tấn công của họ vào Galicinovka. Nga giành thắng lợi ở Novogrodovka và Toretsk. Kênh cho biết lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc tấn công bất thành ở khu vực Kursk. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở một số khu vực khi AFU vẫn đang hy vọng tiến tới Korenevo. Sau thất bại của các cuộc tấn công trực diện, họ quyết định tràn vào ngôi làng ở khu vực Septukhovka nhưng bị đẩy lùi. AFU một lần nữa cố gắng tiếp cận Martinovka nhưng không thành công. Ukraine đã thất bại trong việc chọc thủng Ruskaya Konopenka và Puskanoy. Lúc này, quân đội nga đã giành được thành công các làng Ulanok và Spalerno, lợi dụng sự chuyển hướng của lực lượng đối phương về phía bắc khu vực đột phá. Trong khi lực lượng Kiev đang cố gắng tiến vào khu vực Kursk, thì lực lượng Moscow đang nhanh chóng chiếm lĩnh thêm nhiều khu vực ở vùng Donbass. Quân đội nga bắt đầu cuộc tấn công vào Torres từ hai phía cùng một lúc, tiếp cận thành phố từ phía nam, truy kích đối phương đã rút lui khỏi New York. Đồng thời, họ cũng bắt đầu cuộc tấn công từ bãi thải của mỏ Severnaya, phát triển dọc theo đường trung tâm theo hướng Adivka, Pokrovsk, lực lượng Moscow đã tấn công thành công Novogrodka và chiếm phần phía đông Grodovka, từ đó có con đường đi thẳng đến Minograd và Pokrovsk. Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine, nga tấn công dữ dội trên hướng Pokrovsk. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 25 tháng 8 của Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết, trong ngày chủ nhật, 41 cuộc tấn công của đối phương đã được ghi nhận theo hướng Pokrovsk, gần một nửa trong số đó xảy ra gần Novogrodka. Báo cáo có đoạn, tổng cộng đã xảy ra 136 cuộc giao tranh kể từ đầu ngày. Tình hình nóng nhất vẫn ở hướng Pokrovsk, nhưng Nga cũng tích cực hoạt động ở Limansky và Kurakhovsky. Họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng 3 tên lửa và 58 cuộc không kích, thả 95 bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã sử dụng 436 UAV và thực hiện 3.169 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Liman, Servus, Krametoz, Kurakhovsky, VAI Theo hướng Reaper, đối phương không thành công trong cả hai lần đột kích vào các vị trí của Ukraine. Theo hướng Torres, lực lượng Moscow đã tấn công AFU 7 lần gần Nelipovka và Torres. Bốn cuộc tấn công đã bị chặn lại, ba cuộc tấn công ở khu vực Nelipovka vẫn đang diễn ra. Tình hình đang được kiểm soát. Tại Poprosh, kể từ đầu ngày, đã có 41 trận chiến diễn ra tại 8 khu định cư gần một nửa số cuộc tấn công của đối phương tập trung gần Novogrodovka. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 37 cuộc tấn công, báo cáo cho hay. Theo số liệu sơ bộ, 254 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa theo hướng này trong 24 giờ qua. Hai xe chiến đấu bọc thép, hai hệ thống pháo binh, ba UAV và 15 xe cũng bị phá hủy. Ngoài ra, một xe bọc thép chở quân, một hệ thống pháo binh, một khẩu cối 120mm và ba xe của Nga bị hư hại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận. 11 máy bay ném bom Tu-95 cất cánh ở Nga Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, dạng sáng nay ngày 26 tháng 8, 11 máy bay ném bom Tu-95MS được ghi nhận đã xuất kích và bay trong không phận Nga. Cảnh báo được phát đi có đoạn, trong trường hợp có mối đe dọa tên lửa và tên lửa hành trình được phóng đi, lực lượng vũ trang sẽ cung cấp thêm thông tin. Không nên bỏ qua tín hiệu còi báo động không kích. Đồng thời không quân Ukraine cho biết, cuộc tấn công lớn bằng UAV của Nga vẫn tiếp diễn. Còi báo động không kích đã được ban bố ở hầu hết các khu vực của đất nước. UAV tấn công sân bay NG, căn cứ của máy bay ném bom Nga. Các kênh Baza, Mars, Astra đồng loạt đưa tin, vào sáng ngày 26 tháng 8, các thành phố Saratov và NG của Nga đã bị UAV tấn công. NG là nơi có sân bay căn cứ của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, 11 chiếc trong số đó đã cất cánh vào thời điểm đó. Tại Saratov, sau một cuộc tấn công bằng UAV, tòa nhà 38 tầng, cao nhất thành phố, đã bị hư hại. Thông đốc vùng Saratov, Roman Busajin đã xác nhận thực tế về cuộc tấn công bằng UAV. Theo ông, mảnh vỡ đã rơi xuống một tòa nhà trong khu dân cư Volga Sky. Trang web của khu dân cư nêu rõ rằng đây không chỉ là tòa nhà cao nhất trong thành phố mà còn là cao nhất ở vùng Volga, cao 128,6 mét. Khoảng cách từ tòa nhà đến đơn vị quân đội và sân bay quân sự ở Enger là 12 km ông Zelensky chỉ trích các đối tác. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác thực hiện đầy đủ và kịp thời các thỏa thuận về cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không cho Ukraine. Ông nói, không nên có sự chậm trễ nào trong khâu hậu cần cho quân đội của chúng ta, để binh sĩ của chúng ta có thể hành động chính xác như mặt trận yêu cầu. Bây giờ chúng ta có một số thông báo lớn về các gói quốc phòng từ đối tác cho Ukraine vốn chưa được triển khai đầy đủ trong nhiều tháng. Chúng ta cũng có các thỏa thuận về phòng không vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Và điều này đặc biệt quan trọng vào trước thềm năm học mới. Nhà lãnh đạo lưu ý rằng, thời gian chậm trễ đồng nghĩa với việc có mất mát và chúng ta càng phải chờ đợi lâu thì Nga sẽ càng có nhiều thời gian để gây ra thiệt hại. Và tất cả các cuộc thảo luận của chúng tôi với các nhà lãnh đạo, tất cả các cuộc đàm phán đều liên quan đến vấn đề này. Về tốc độ và sức mạnh của các quyết định chung, về việc thực hiện các thỏa thuận không một ngày nào thế giới quên rằng chúng ta cùng nhau mạnh hơn bất kỳ kẻ gây hấn nào. Nhưng vì điều này, chúng ta thực sự cần phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng họ sẽ thua cuộc, ông nói. Ukraine phóng hỏa lực xuyên biên giới, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các khu vực trong lãnh thổ Nga, bao gồm các mặt trận ở biên giới. Vào dạng sáng ngày 26 tháng 8, Roman Busajin, thống đốc vùng Saratov của Nga, cho biết máy bay không người lái, UAV, Tự sát của Ukraine đã tấn công các tòa nhà cao tầng ở Saratov. Theo ông Busajan, lực lượng phòng không Nga đã đáp trả cuộc tấn công, nhưng các mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi trúng các tòa nhà ở thành phố Saratov và Enger. Một video được đăng trên Telegram cho thấy khoảnh khắc máy bay không người lái tấn công tòa nhà chung cư 38 tầng ở Saratov, một thành phố có 950.000 dân ở phía tây Nga. Theo kênh tin tức sót trên Telegram hai người đã phải nhập viện vì bị bỏng và bị thương do chúng mảnh vỡ UAV. Thông đốc Busajan sau đó xác nhận một phụ nữ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một UAV khác đã đâm vào một khu chung cư ở Enger. Các mảnh vỡ đã làm hư hại xe ô tô. Thông đốc vùng Bryansk, Alexander Bogomaz cho biết một máy bay không người lái cũng bị bắn hạ ở khu vực này. Trước đó, tại vùng Belgorod của Nga. 5 dân thường đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương do cuộc tấn công của Ukraine vào thị trấn Rakitno. Theo thống đốc Vyacheslav Gladkov, 9 người bị thương đã phải nhập viện, trong đó có 6 người trong tình trạng nghiêm trọng, bao gồm một thiếu niên 16 tuổi đang được chăm sóc đặc biệt. Thống đốc Gladkov xác nhận ba trẻ em, bao gồm một bé trai 12 tuổi, đã bị thương trong một vụ việc mà ông mô tả là cuộc tấn công khủng bố tàn bạo của lực lượng Ukraine. Một đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện trong thị trấn Rakitno cũng bị hư hại do cuộc pháo kích, ông Gladkov cho biết thêm. Theo thống đốc, trong vòng 24 giờ, khu vực này đã hứng chịu một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích của Ukraine. Nhà ở, xe và các cơ sở dân sự đã bị hư hại trên hàng chục thị trấn và làng mạc. Ủy ban điều tra Nga thông báo một vụ án khủng bố hình sự đã được khởi tố sau vụ tấn công vào Rakitno. Các điều tra viên đã cam kết sẽ đánh giá bản chất của vụ tấn công và những người liên quan các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga liên tiếp diễn ra trong những tuần gần đây. Khu vực Belgorod, tương tự khu vực Bryansk và Kursk, nằm gần biên giới với Ukraine và đã bị lực lượng Kiev tấn công gần như hàng ngày trong suốt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân địa phương, đồng thời khiến hàng chục người dân địa phương thiệt mạng hoặc bị thương. Tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại Belgorod vào đầu tháng này, ngay sau khi quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk lân cận. Ukraine đã điều động hàng nghìn quân lính và hàng chục phương tiện quân sự qua biên giới, đột kích tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Đến ngày 20 tháng 8, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 1.263 km vuông lãnh thổ, hay 93 khu định cư ở Kursk, trong đó có thị trấn Sasha và tiến sâu khoảng 35 km. Moscow đã đáp trả bằng cách đẩy lùi lực lượng Kiev ở Kursk và thúc đẩy cuộc tấn công vào vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 8 xác nhận, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập, Ukraine đã mất hơn 5.800 binh lính và hàng trăm thiết bị quân sự, bao gồm 72 xe tăng. Theo Kyiv Independent, Kiev hiện bắt giữ từ vài trăm đến 2.000 tù binh Nga trong chiến dịch ở Kursk. Cuối tuần qua, hai bên đã trao đổi tổng cộng 300 tù binh động thái lạ của Ukraine gần huyết mạch hậu cần Donetsk. Khi Nga vẫn đang đạt được đà tiến nhanh chóng tới trung tâm hậu cần Pokrovsk ở Donetsk, một động thái của quân đội Ukraine khiến giới quan sát nước này đặt ra câu hỏi. Trong khi tìm cách ngăn chặn đà tiến của Ukraine ở khu vực Kursk, Nga vẫn đang giành thêm lãnh thổ ở Donetsk và tiến sát tới thành phố Pokrovsk có vai trò chiến lược quan trọng. Tổ chức tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine cho biết, trong tình hình cực kỳ khó khăn ở mặt trận Donetsk, những động thái kỳ lạ đã diễn ra. Lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine đang điều động quân nhân lái máy bay không người lái đến chiến hào để giữ phòng tuyến trong khi đây là nhiệm vụ của bộ binh. Có nhiều đồn đoán về mục tiêu của cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8 trong bối cảnh Kiev đang kéo căng lực lượng và để lại khoảng trống ở tiền tuyến tại Donetsk, nơi Nga đang tiến lên mỗi ngày. Deep State cho biết rằng Nga đang tiếp tục đạt được thành công chiến thuật theo hướng thành phố Pokrovsk, nơi lệnh sơ tán đã được ban bố cùng với các khu vực xung quanh. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng và sẽ là bước tiến đáng kể nếu Nga giành được. Trong thời gian qua, để ưu tiên cho mặt trận cướp sức, Ukraine đã điều bớt quân từ Donetsk tới lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tình hình lúc này ở Pokrovsk được đánh giá là rất bất lợi cho Kiev. Theo Deep State, Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine trước đó dường như đã chỉ thị trực tiếp rằng các đơn vị không được phép điều động người điều khiển máy bay không người lái đi làm nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, bất chấp quy định này, Lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine vẫn đưa người lái UAV trực tiếp ra chiến hảo, nơi họ vừa chiến đấu không đúng chuyên môn, vừa có nguy cơ bị tổn thất. Trong một cuộc chiến mà UAV đóng vai trò quan trọng, những người đứng sau điều khiển vũ khí này được xem là nhân lực thiết yếu. Deep State kêu gọi, chúng tôi hy vọng rằng cấp chỉ huy cao hơn sẽ chú ý đến tình hình này và để chỉ huy lữ đoàn 151 hiểu được giá trị của người điều khiển UAV và tính hiệu quả bằng không của những mệnh lệnh như vậy. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong tuần trước thừa nhận tình hình ở mặt trận Pokrovsk rất khó khăn khi Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ vốn bị giàn mỏng của Ukraine. Điều này khiến Kiev rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi họ đang tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga. Các lực lượng Moscow đã tiến dần về phía Pokrovsk trong nhiều tháng, giành một loạt các ngôi làng trong những tuần qua khi họ tìm cách tiếp cận vùng ngoại ô thành phố. Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Trong tháng qua, nơi này đã chứng kiến số lượng các cuộc đụng độ cao nhất giữa Nga và Ukraine. Trong những ngày qua, nhiều ý kiến từ phương Tây cho rằng Ukraine đang mạo hiểm khi đưa bớt lực lượng ở mặt trận miền đông tới cơ chiến đấu. Việc san sẻ nguồn lực về vũ khí và nhân lực bảo vệ khu vực Donbass có thể khiến khả năng phòng thủ của Ukraine suy giảm, tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào khu vực do Kiev kiểm soát. Cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Ukraine và tỉnh biên giới Kursk của Nga trong tháng này đã vượt qua làn danh đỏ nhất trong các làn danh đỏ mà Điện Kremlin đặt ra. Theo Washington Post, nếu Ukraine chiếm được toàn bộ quận Kluskovsky ở Kursk hoặc chiếm được thủ phủ của khu vực, thì đây sẽ là một tổn thất lớn có thể sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi cách tiếp cận của mình. Vào những ngày đầu xung đột nổ ra cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cản trở Nga sẽ đối mặt với những hậu quả chưa từng thấy trong lịch sử. Một mối đe dọa dường như nhắm vào các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo Tổng thống Putin, nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, Moscow chắc chắn sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ Nga và người dân của mình. Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ, nền độc lập và tự do của Nga sẽ được đảm bảo với mọi phương tiện mà Moscow đang có, dường như ám chỉ đến vũ khí hạt nhân của nước này. Theo ông Alexander Daniliuk, cựu quan chức tình báo và quốc phòng Ukraine, hiện là học giả tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh Russi có trụ sở tại London. Cuộc đột kích vào Cusco của Ukraine cho thấy Nga đang nói xuông. Ông Daniliuk cho rằng cuộc tấn công này rất mạo hiểm nhưng nó đã gửi đi một tín hiệu rất mạnh mẽ. Các cuộc tấn công của Ukraine đã nhiều lần vượt qua các làn danh đỏ, từ đánh chìm chiến hạm Moscow của Nga ở Biển Đen, vụ nổ cầu Crimea năm 2022, cho đến các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow nhằm vào các trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol hay các cuộc tấn công bằng UAV năm 2023 và Điện Kremlin và thủ đô Moscow, cũng như các cuộc tấn công vào căn cứ không quân chiến lược của đối phương cách Ukraine hàng trăm km các vũ khí, phương tiện của phương Tây và Mỹ chế tạo mà Ukraine sử dụng như pháo và lực HIMARS, xe tăng, tên lửa tầm xa ATAC MS, tiêm kích F-16 đều từng là những quy định hạn chế làn danh đỏ. Khi các UAV của Ukraine tấn công thủ đô Moscow vào tháng 5 năm 2023 nhằm vào mái vòm điện Kremlin và làm đóng cửa các sân bay lớn, Tổng thống Nga Putin đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Theo nhiều nhà phân tích, điều này sẽ trở thành một mô hình nổi bật, song chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine do Mỹ dẫn đầu vẫn còn e dè. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20 tháng 8 đã sử dụng cuộc đột kích vào tỉnh Kursk như minh chứng cho đường lối quân sự và khả năng của quân đội Ukraine khi còn bị ràng buộc bởi các hạn chế của Washington về việc cấm Kiev sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu hơn vào các mục tiêu quân sự ở Nga, chẳng hạn như các căn cứ không quân mà Nga sử dụng cho các cuộc tấn công dữ dội bằng bom lượn. Trong khi cuộc tấn công và Kuska của Ukraine đã thay đổi các tính toán, thì nó không làm thay đổi cán cân cơ bản trong cuộc xung đột, với việc Moscow tiếp tục tập trung tấn công vào miền đông Ukraine, tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, một trung tâm hậu cần quan trọng có thể mở đường cho những bước tiến xa hơn của Nga nếu thành phố này thất thủ. Theo nhà phân tích Sergei Markov, nếu Washington cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự sâu hơn bên trong nước Nga bằng vũ khí của Mỹ, họ sẽ phá vỡ một điều cấm kỵ. Nhưng ông cho rằng Moscow đã tính đến điều này. Theo nhà phân tích trên, Nga đã cố gắng vạch rõ những làn danh đỏ. Nhưng Mỹ, một bên đứng sau cuộc xung đột đã quyết định rằng Washington sẽ không vượt qua bất kỳ làn danh đỏ lớn nào mà chỉ vượt qua những giới hạn nhỏ. Theo nhà phân tích trên, Mỹ cắt những làn danh đỏ này thành hàng chục sợi chỉ đỏ mỏng để vượt qua chúng từng chút một nhằm khiến cho không có sự kiện lớn nào có thể trở thành nguyên nhân gây ra xung đột. Một học giả Nga cho biết lãnh đạo nước này đang cân nhắc rất nghiêm túc việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng hiện chưa rõ đã có quyết định nào được đưa ra về cách ứng phó hay chưa. Mới đây, ông Anatoly Antonov, đại sứ Nga tại Mỹ tuyên bố, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra quyết định về phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Theo chuyên gia Markov, nếu Ukraine chiếm được toàn bộ quận Gluskovsky ở Kursk hoặc chiếm được thủ phủ của khu vực, thì đây sẽ là một tổn thất rất lớn có thể buộc Tổng thống Putin thay đổi cách tiếp cận của mình. Thực tế, điều này mới chỉ là giả thiết, diễn biến trên chiến trường giữa hai phía vẫn còn chưa ngã ngũ. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 4 năm 2022, Mỹ là một trong số các quốc gia hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, chính sách Ukraine của chính quyền Tổng thống Joe Biden lại gây thất vọng với Quốc hội Mỹ khi không thể đáp ứng hạn chót cung cấp một báo cáo chi tiết về chiến lược cuộc xung đột ở Ukraine. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa công khai chi tiết chiến lược dài hạn bằng văn bản về cuộc xung đột ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCone nhận định rằng sự ủng hộ của chính quyền Joe Biden cho Ukraine khiến Kiev chỉ đủ để tồn tại nhưng không đủ để giành chiến thắng. Theo ông Michael Macron, nếu không có chiến lược rõ ràng để giành chiến thắng ở Ukraine, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục đi theo con đường tương tự, kéo dài cuộc xung đột với Nga và báo hiệu sự yếu kém của Washington với các đối thủ khác, trong đó có Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần cam kết sẽ sát cánh cùng Ukraine lâu nhất có thể, nhưng những người chỉ trích ông Joe Biden cho rằng việc thiếu một tầm nhìn rõ ràng về vai trò lâu dài của Mỹ trong cuộc xung đột đã dẫn đến một chính sách trên thực tế là cho phép Ukraine tiếp tục chiến đấu nhưng không giành chiến thắng. Ông Philip Rilov, tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu, người từng là chỉ huy đồng minh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu đến năm 2016 cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cần đưa ra một chính sách thực sự, rõ ràng và được công khai. Ông Gridlove và năm chỉ huy quân sự Mỹ cùng các cựu ngoại giao cấp cao, bao gồm cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, Mary Jovanovic, đã gửi một lá thư cho chính quyền Tổng thống Joe Biden vào ngày 16 tháng 8, kêu gọi Kiev và các đối tác đưa ra một định nghĩa chung về chiến thắng và phát triển một chiến lược gắn kết để biến chiến thắng đó thành hiện thực. Trong khi đó, ông Ian Brzezinski, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách chính sách châu Âu và NATO cho biết, ông chưa bao giờ thực sự thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden xem xét toàn diện các công cụ quyền lực đang có, cũng như cách phối hợp để xây dựng một chiến lược rõ ràng. Tuy nhiên, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu triển khai các gói viện trợ mới cho Ukraine sau khi thông qua các khoản hỗ trợ bổ sung, với việc Nhà Trắng cung cấp cho Kiev 225 triệu đô la Mỹ vào tháng 7. Một số thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng gói hỗ trợ này đến quá muộn hoặc quá ít. Các nghị sĩ cũng phàn nàn rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không trao cho Ukraine đủ quyền tự do để sử dụng vũ khí mà họ có. Mới đây, ngày 24 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ cho Ukraine có viện trợ này sẽ bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, vũ khí chống thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa chống tăng cùng nhiều đạn dược và các hệ thống tên lửa di động. Đảng Cộng hòa Mỹ đã chia rẽ về vấn đề tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Trong khi một số người thúc đẩy chính quyền Tổng thống Joe Biden hành động nhiều hơn, thì có những người theo chủ nghĩa biệt lập của đảng này lại tìm cách giảm đáng kể sự ủng hộ cho Kiev đồng thời cáo buộc chính quyền Joe Biden đã đi quá xa trong việc ủng hộ Ukraine và tuyên bố sẽ không phê duyệt thêm các gói viện trợ quân sự. Ông Kurt Volker, người từng là đặc phái viên Mỹ tại Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, cho biết Việc không đưa ra mục tiêu rõ ràng cho hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ được phê duyệt có thể khiến nhiều thành viên quốc hội phản đối các yêu cầu trong tương lai. Theo ông Kurt Volker, rủi ro lớn nhất là chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không nhận được thêm ngân sách từ Quốc hội. Còn ông Warren Davidson, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Ohio, Mỹ, đã đưa ra một sửa đổi vào trong đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia, dự luật ủy quyền của Bộ Quốc phòng Mỹ cho năm tài chính bắt đầu vào tháng 9. Theo đó, cấm hỗ trợ ngân sách cho Ukraine đến khi quốc hội có được chiến lược mà Nhà Trắng đã hứa từ lâu sự hỗ trợ của mỹ đóng vai trò quan trọng đối với ukraine các quan chức mỹ đã nhiều lần nói rằng kiev phải quyết định khi nào và theo các điều khoản nào thì xung đột mới kết thúc tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói rằng mục tiêu của ông là giải phóng toàn bộ lãnh thổ ukraine bao gồm cả crimea Cuộc xung đột này chỉ có thể kết thúc bằng việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để buộc nga chấm dứt cuộc xung đột này bằng cách đàm phán. Còn với những mục tiêu đã được đề ra trong thời gian tới, chúng tôi tin rằng có thể hoàn thành những mục tiêu đó. Chính quyền Tổng thống Joe Biden và Ukraine đôi khi không cùng quan điểm về nhu cầu quân sự trên chiến trường. Ông Volker cho rằng, Ukraine đã rất thất vọng và cảm thấy rằng Mỹ đang không cung cấp cho họ những gì họ cần. Với việc Ukraine hiện đang tấn công tỉnh Kursk của Nga, ông Michael Macron, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã liên tục thúc đẩy chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine nhắm vào Nga bằng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 320 km. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết nếu các đối tác của Kiev dỡ bỏ các hạn chế hiện tại đối với việc sử dụng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga, Kiev sẽ không cần tiến vào Kursk và loại bỏ khả năng gây hấn của Moscow. Ukraine được phép sử dụng các hệ thống tên lửa phóng loạt tầm ngắn và pháo để bắn xuyên biên giới vào Nga nhưng không được sử dụng các vũ khí tầm xa hơn. Mỹ cũng được cho là đã yêu cầu Anh chỉ thị cho Ukraine không được bắn tên lửa tầm xa Storm Shadow vào bên trong nước Nga. Một số quan chức Mỹ lo ngại Ukraine càng giành được nhiều lãnh thổ hơn ở phía tây nước Nga, thì nguy cơ đối với các tuyến tiếp tế và mạng lưới phòng không của Kiev càng lớn. Chưa kể việc đưa thêm lực lượng vào Kursk sẽ tạo ra những điểm yếu dọc theo các tuyến đầu ở Donbass, miền đông Ukraine, nơi lực lượng của họ phải đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội từ phía Nga. Ông James Rand nhà phân tích của công ty tình báo an ninh Jansk của Anh nhận định, Ukraine đã mở rộng tuyến đầu và điều này mang đến một số rủi ro nhất định do họ cần triển khai nhiều nhân sự và thiết bị hơn để giữ các vị trí mới. Ngoài ra, việc này có thể làm cạn kiệt lực lượng trên các bộ phận khác của mặt trận, thậm chí làm giảm nguồn lực dự trữ của họ. Nhiều chuyên gia phân tích quân sự cũng cho rằng, Ukraine càng chiếm được nhiều lãnh thổ ở biên giới Nga thì thách thức đối với hơn khoảng 10.000 binh sĩ mà họ triển khai để thực hiện chiến dịch xâm nhập sẽ càng lớn. Ông Jim Rich, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nhận định, những ai ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine sẽ không hành động một cách mù quáng. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thượng viện Mỹ đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra chiến lược về cách Mỹ và đồng minh có thể giúp Ukraine giành chiến thắng. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris nợ một chiến lược không chỉ đối với quốc hội mà còn đối với người dân Mỹ. Sự bỏ bê của chính quyền Joe Biden cho thấy họ không có chiến lược hoặc sợ chia sẻ chiến lược đó. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Belarus, Bộ Ngoại giao Ukraine đã chỉ trích việc Belarus tập trung quân đội tại khu vực này dưới hình thức các cuộc tập trận quân sự. Trong khi đó, Tổng thống Belarus lại phản bác bằng cách tuyên bố rằng Ukraine đã điều động đến 120.000 quân khu vực biên giới hai nước. Theo bản tin ngày 26 tháng 8 từ hãng tin Reuters, tình hình đang trở nên căng thẳng hơn khi Ukraine đã chính thức kêu gọi Belarus rút một lượng lớn lực lượng quân sự và thiết bị đang được triển khai tại khu vực biên giới chung giữa hai nước. Trong một tuyên bố gần đây, Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo Belarus không nên mắc phải sai lầm vi thảm khi đang chịu áp lực từ Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các lực lượng vũ trang của Belarus ngừng các hành động thù địch và yêu cầu rút quân khỏi khu vực biên giới. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Ukraine, bên cạnh các lực lượng quân đội Belarus, lực lượng đặc nhiệm và các cựu chiến binh của lính đánh thuê Wagner cũng đang được triển khai tại biên giới. Các lực lượng này được trang bị một số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng, pháo binh, hệ thống phòng không và các thiết bị kỹ thuật khác. Số lượng binh lực này được bố trí tại khu vực Gomen, gần biên giới phía bắc của Ukraine. Trong tuyên bố này, Kiev nhấn mạnh rằng nước này chưa bao giờ và sẽ không có bất kỳ hành động thù địch nào chống lại người dân Belarus. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh Telegram Pulpirvavr, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo rằng biên giới Belarus-Ukraine hiện đang được gài mìn với mật độ cao chưa từng có. Ông Lukashenko cũng cho biết rằng quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nếu cố gắng vượt qua biên giới. Trong bản tin hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã nhấn mạnh rằng kể từ khi giao tranh bắt đầu ở tỉnh Kursk, các lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề với tổng số binh sĩ thiệt mạng lên đến hơn 5.800 người. Theo thông tin từ Sputnik News, vào ngày 25 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ qua, Ukraine đã mất hơn 300 binh sĩ tại tỉnh Kursk. Sự gia tăng thiệt hại này đã đẩy tổng số thương vong của Ukraine lên trên 5.800 Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã thành công trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine theo các hướng Vizhnyovka, Borki, Bogrebki và Spanoe. Trong các cuộc giao tranh, Nga đã tiêu diệt 40 binh sĩ Ukraine, phá hủy một xe tăng, 4 xe bọc thép cùng hai xe cơ giới. Nhóm quân phía Bắc của Nga đã thành công trong việc đẩy lùi các đợt tấn công từ phía Ukraine theo các hướng Komandrovka, Malaya Loknia, Nechayev và Chekaskoye Porichnoye. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã đánh bại các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng chiến dịch nhằm vô hiệu hóa quân đội Ukraine đang được tiến hành, tiếp tục phản ánh sự gia tăng và khốc liệt của các hoạt động quân sự trong khu vực. Ngày 25 tháng 8, theo tờ Guardian, các quan chức cấp cao tại Kiev đã tiết lộ rằng Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công mang tính thuyết phục nhằm vào các mục tiêu gần Moscow hoặc Saint Petersburg. Sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp, mục tiêu của kế hoạch này là thúc đẩy Điện Kremlin đánh giá lại chiến lược của mình, mặc dù Mỹ vẫn chưa ủng hộ kế hoạch này. Guardian cho biết, Kiev đã vận động hành lang suốt nhiều tháng qua cho chiến lược mang tính rủi ro cao, với hy vọng rằng một đòn tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ có thể thuyết phục Moscow xem xét việc đàm phán để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, tờ Times đưa tin rằng các bộ trưởng trong chính phủ Anh đã yêu cầu các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp phát triển để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky từng tuyên bố rằng chính phủ mới của Anh đã cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh đã phủ nhận tuyên bố này, khẳng định rằng không có sự đồng ý chính thức nào về việc cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine nhằm mục đích tấn công vào lãnh thổ Nga. Ngày 25 tháng 8, Tel vip thành phố lớn thứ hai của Israel, đã mở tất cả 240 hầm trú bom công cộng cho cư dân, đóng cửa các bãi biển công cộng và hủy bỏ tất cả các sự kiện của thành phố trong bối cảnh biên giới với Liban nổ ra cuộc giao tranh mới với Hezbollah trong một tuyên bố, thành phố cho biết trước tình hình an ninh đang diễn biến ở phía bắc và theo lệnh của bộ tư lệnh mặt trận nội địa, sáng 26 tháng 8, thành phố đã mở tất cả các hầm trú ẩn công cộng. Thành phố Vip, Yafo có tổng cộng 240 hầm trú ẩn công cộng nằm rải rác khắp thành phố. Theo lệnh của bộ tư lệnh, các cơ sở văn hóa và bãi biển đã bị đóng cửa. Ngoài ra, tất cả các sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 8 tại thành phố Vip đã bị hủy bỏ. Lực lượng Hezbollah cho biết họ đã phóng hơn 320 quả tên lửa và hàng chục thiết bị bay không người lái về phía Israel, tấn công 11 mục tiêu quân sự của Israel nhằm trả đũa cho vụ sát hại một chỉ huy cấp cao ở thủ đô Beirut của Liban vào tháng trước. Trước đó, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào hàng loạt địa điểm được cho là nơi phóng tên lửa của Hezbollah ở miền nam Liban. Tel Aviv tuyên bố đây là đòn phủ đầu mà họ cho rằng nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công chết chóc hơn. Khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel đã ngăn chặn được hơn 1.000 quả đạn pháo của Hezbollah nhắm vào miền Bắc và miền Trung Israel. Trong tin nhắn trên ứng dụng Telegram, quân đội Israel kêu gọi người dân sinh sống gần nơi Hezbollah hoạt động rời đi ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Bộ Quốc phòng Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 48 giờ từ 6 giờ ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 10 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Dịch vụ cứu thương của Israel cũng được đặt trong tình trạng báo động cao trên khắp đất nước. Trước diễn biến giao tranh phức tạp có nguy cơ đẩy căng thẳng tại Trung Đông leo thang thành cuộc xung đột rộng lớn hơn, Văn phòng Điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban nhấn mạnh, những diễn biến ở khu vực biên giới liban Israel rất đáng lo ngại, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn và kiềm chế hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa. Tuyên bố khẳng định việc chấm dứt giao tranh, sau đó thực thi nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là giải pháp duy nhất Giữa bối cảnh khu vực Trung Đông vừa chứng kiến cuộc giao tranh lớn nhất giữa lực lượng Hezbollah và Israel kể từ khi cuộc xung đột israel hamas nổ ra, ngày 25 tháng 8, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell đã lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Liban về việc thực thi nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi cuộc khủng hoảng Trung Đông ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Truyền thông châu Âu ngày 25 tháng 8 thông tin người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông, nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng mà nó gây ra ở cả khu vực và toàn cầu. Trên trang cá nhân của mình, ông nhấn mạnh tình hình ở Trung Đông đã đến mức độ nguy hiểm nghiêm trọng đối với khu vực và thậm chí còn tiềm ẩn những rủi ro lớn hơn. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng Liban về việc thực hiện ngay nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm mục đích chấm dứt các hành động thù địch và ổn định khu vực. Ông Joseph Borrell nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Gaza như một bước đi quan trọng để giảm thiểu nguy cơ xung đột leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Bình luận của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc không kích lớn của Israel và Liban, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực lớn hơn. Trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về căng thẳng leo thang, các nhà lãnh đạo toàn cầu ngày càng kêu gọi các biện pháp giảm leo thang ngay lập tức để tránh một cuộc xung đột lớn hơn. Vào ngày 24 tháng 8, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, thông báo rằng Israel đang chuẩn bị cho một tuần quan trọng sắp tới. Theo ông Hagari, Tel Aviv tin rằng Hezbollah có thể sẽ thực hiện các hành động đáp trả trong vài ngày tới liên quan đến vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Sak của lực lượng này. Ông Fuad Sak đã thiệt mạng tại Beirut sau cuộc không kích của Israel vào cuối tháng 7 vừa qua. Kể từ sau sự kiện đó, Israel đã tăng cường các biện pháp phòng thủ và chuẩn bị cho khả năng Hezbollah có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đã nhấn mạnh rằng Israel đang đứng trước một tuần quan trọng. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Cairo, Ai Cập, tình hình giao tranh ở Gaza và căng thẳng ở biên giới phía Bắc, ông Hagari cho biết lực lượng quân đội đã ở trong trạng thái sẵn sàng cao cho cả tấn công và phòng thủ. Theo tờ Inet của Israel, Hezbollah có thể thực hiện cuộc tấn công trong vài ngày tới. Các quan chức cấp cao của Israel đã chia sẻ với Inet rằng Hezbollah có thể triển khai hỏa lực tấn công bất chấp kết quả của các cuộc đàm phán ngừng bắn và giải cứu con tin đang diễn ra trong tuần này. Ngoài ra, kênh 12 và tờ Haaretz của Israel cũng cho biết rằng Hezbollah dự kiến sẽ thực hiện động thái trả đũa trong thời gian gần. Kênh 12 báo cáo rằng Israel đã gửi cảnh báo rõ ràng tới Hezbollah nhấn mạnh rằng nếu lực lượng này tấn công tên Aviv, Israel sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã liên tục tấn công các cộng đồng và cơ sở quân sự của Israel dọc biên giới gần như hàng ngày. Hezbollah tuyên bố rằng các cuộc tấn công này nhằm hỗ trợ Gaza trong bối cảnh xung đột căng thẳng ở dài Gaza. Hezbollah đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel nếu tên Aviv đồng ý ngừng bắn với Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể, dẫn đến việc các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục gia tăng. Gần đây vào tối 24 tháng 8, theo thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel, 8 quả tên lửa đã được phóng từ Liban vào cao nguyên Golan. May mắn là không có thương vong trong vụ tấn công này. Trước đó, một thiết bị bay không người lái đã xâm nhập vào không phận Israel từ Liban và bị lực lượng phòng không bắn hạ trên khu vực Tây Galilee tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc giao tranh đã gây ra cái chết của 26 thường dân Israel cùng với 19 binh sĩ và quân dự bị của lực lượng phòng vệ Israel. Hezbollah cũng báo cáo về 428 thành viên của mình đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Ngày 24 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Winton Brown đã bắt đầu chuyến thăm không báo trước đến Trung Đông để thảo luận về các biện pháp nhằm tránh sự leo thang mới trong căng thẳng giữa Iran và Israel điều có thể dẫn tới một cuộc xung đột toàn diện tại khu vực. Tướng Brown khởi đầu chuyến đi tại Jordan, sau đó dự kiến sẽ đến Ai Cập và Israel để lắng nghe quan điểm của các lãnh đạo quân sự tại các quốc gia này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas tại Gaza. Xung đột ở giải Gaza bùng phát từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi các thành viên Hamas bất ngờ xâm nhập vào lãnh thổ Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin, theo thống kê của Israel. Kể từ đó, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân Palestine tại giải đất này mất nhà cửa và phải sơ tán, gây ra nạn đói và dịch bệnh tràn lan. Theo cơ quan y tế giải Gaza, ít nhất 40.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc oanh kích và tấn công của quân đội Israel kể từ tháng 10 năm ngoái. Thưa quý vị, sau hơn 10 tháng giao tranh ở khu vực biên giới cùng hàng loạt tuyên bố và đe dọa, ngày 25 tháng 8, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban bất ngờ phát động các cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có nhằm vào nhau, đẩy khu vực Trung Đông đến bên bờ vực xung đột toàn diện. Tuyên bố trong một cuộc họp báo tối 25 tháng 8, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, khẳng định Ít nhất 6 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phủ đầu do không quân Israel tiến hành vào Liban sáng cùng ngày. Ông Hagari cho biết, trong cuộc tấn công, không quân Israel đã triển khai hơn 100 máy bay chiến đấu, đánh phá 270 địa điểm của Hezbollah ở phía nam Liban, phá hủy hàng nghìn tên lửa các loại của nhóm vũ trang đối địch. Khoảng 90% số tên lửa bị phá hủy là tên lửa tầm ngắn, được Hezbollah chuẩn bị cho đòn tập kích vào các khu dân cư phía bắc Israel. Đoàn phủ đầu được tiến hành sau khi Israel cho rằng lực lượng Hezbollah tại Liban chuẩn bị bán tên lửa và rocket về phía lãnh thổ Israel. Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo nước này sẽ chưa dừng lại. Ba tuần trước chúng tôi đã tiêu diệt chỉ huy của Hezbollah và hôm nay chúng tôi đã phá vỡ kế hoạch tấn công của chúng nasrana ở beirut và khamenei ở tehran nên biết rằng đây là một bước đi nữa trên con đường thay đổi tình hình ở phía bắc tôi nhắc lại những gì xảy ra hôm nay chưa phải là kết thúc về phần mình, phong trào Hezbollah ở Liban thông báo đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các vị trí của Israel, gọi đây là phản ứng ban đầu nhằm đáp trả vụ quân đội Israel sát hại chỉ huy quân sự Fuad Suker của Hezbollah ở ngoại ô Beirut hồi tháng 7 vừa qua. Mục tiêu của đợt tập kích là các cơ sở quân sự của Israel, trong đó có hai căn cứ đều nằm ở phía bắc Aviv thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah sau đó nêu rõ nhóm này sẽ xem xét các kết quả đòn trả đũa hôm qua nếu thế chưa thỏa mãn sẽ tiếp tục mở thêm cuộc tấn công mới vào Israel. Nếu kết quả đạt mục tiêu, chúng tôi sẽ coi như việc trả đũa đã xong. Nhưng nếu chúng tôi cho rằng kết quả là chưa đủ, chúng tôi có quyền phản ứng vào thời điểm khác. Trong mọi trường hợp, hoạt động của chúng tôi ngày hôm nay có thể rất hữu ích cho các cuộc đàm phán. Theo giới phân tích khu vực, đòn không kích phủ đầu của Israel vào Liban sáng qua cũng như cuộc tập kích tên lửa đáp trả ngay sau đó của Hezbollah vào Israel đều là các đòn tấn công có quy mô lớn nhất mà mỗi bên tiến hành chống lại lực lượng đối địch kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bùng phát hôm 8 tháng 10 năm 2023. Đây là bước leo thang nguy hiểm, có thể đẩy toàn khu vực Trung Đông vào một cuộc xung đột phức tạp với nhiều lực lượng tham gia. Phản ứng trước tình hình, Mỹ cho biết đang nỗ lực ngăn chặn xung đột và hy vọng cuộc tập kích lẫn nhau vừa qua không leo thang nguy hiểm. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Liên bang, Ai Cập và nhiều nước kêu gọi các bên hành động trách nhiệm và kiềm chế tối đa, không để tình hình vượt tầm kiểm soát gây ra những hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên cũng như là toàn khu vực. Thưa quý vị, ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. ngày 23 tháng 8 thông báo đình chỉ tranh cử rút tên khỏi lá phiếu ở 10 bang chiến trường và ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và rõ ràng với diễn biến trên thì ông Trump và bà Harris sẽ có thêm phiếu bầu cử nhóm ủng hộ ông Kennedy Jr. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu điều này có tác động đến cục diện và thậm chí là có thể khiến ông Trump giành chiến thắng hay không? Ông Robert F. Kennedy Jr. ngày 23 tháng 8 thông báo đình chỉ tranh cử, rút tên khỏi lá phiếu ở 10 bang chiến trường Ông thể hiện bất bình với nhiều chính sách của Đảng dân chủ và cho biết có quan điểm đồng thuận với cựu tổng thống Trump trong một số vấn đề chủ chốt. Đây là động thái đáng chú ý vì ông Kennedy Jr, 70 tuổi, ban đầu tranh cử với tư cách ứng viên dân chủ trước khi chuyển thành ứng viên độc lập hồi tháng 10 năm 2023. Cha và bác của ông Kennedy Jr, cựu bộ trưởng Tư pháp Robert F Kennedy và cố tổng thống John F Kennedy, đều từng là những chính trị gia nổi bật nhất của Đảng dân chủ. Tôi sẽ xóa tên mình ở khoảng 10 tiểu bang chiến trường và tôi kêu gọi cử tri không bỏ phiếu cho tôi. Việc tôi tạm dừng các hoạt động vận động tranh cử mang ý nghĩa chiến thắng chứ không phải thất bại. Chỉ giờ sau tuyên bố trên, ông Kennedy Jr. đã xuất hiện trên sân khấu vận động tranh cử ở bang Arizona cùng cựu Tổng thống Donald Trump để thể hiện sự ủng hộ của mình hôm nay tôi rất vui mừng được chào đón một người đàn ông đã là nhà vô địch đáng kinh ngạc cho rất nhiều giá trị mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ ông ấy là một người rất khiêm tốn nhưng ông ấy rất được kính trọng Robert F. Kennedy Jr. Giới phân tích cho rằng ông Kennedy Jr. có thể giúp ông Trump có thêm chút lợi thế trong cuộc đua. Tuy nhiên, do chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ một chữ số trong các cuộc thăm dò, việc ông Kennedy Jr. rút lui khó có thể khiến cán cân Trump-Harris lệch hẳn về một phía. Bên cạnh đó, dù việc ông Kennedy Jr. tuyên bộ ủng hộ Trump sẽ là thông tin thống trị các mặt báo, góp phần làm lu mờ bất kỳ cú hích nào mà bà Harris nhận được từ Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vừa diễn ra ở Chicago bang Illinois. Sang quan điểm của ông Kennedy Jr. về một số vấn đề có nguy cơ khiến chiến dịch của ông Trump hứng công kích. Là một luật sư môi trường và tác giả sách, ông Kennedy Jr. nhiều lần gây tranh cãi về quan điểm chống vaccine và các thuyết âm mưu thiếu căn cứ. Do đó, liệu ông Trump có chắc thắng nhờ sự ủng hộ của ông Kennedy Jr. hay không? Chỉ tới sau cuộc bầu cử tháng 11 mới rõ. Giới chức Italia đã mở cuộc điều tra về tội ngộ sát trong vụ siêu du thuyền bị chìm ở ngoài khơi Sicily khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có tỷ phú Anh Mike Lynch. Công tố viên Cato Cio cho biết các nhà điều tra phát hiện ra rằng thời tiết không phải là nguyên nhân dẫn đến vụ chìm du thuyền mà do hành vi của thủy thủ đoàn và cách họ điều khiển du thuyền. Ông cũng cho biết thêm cuộc điều tra chưa xác định được nghi phạm. Họ sẽ xem xét cẩn thận trách nhiệm của từng bên như thuyền trưởng, thủy thủ đoàn, người giám sát. Du thuyền Bayesian dài 56 mét, treo cờ Anh, bị chìm trong thời tiết xấu khi đang neo đậu phía đông đảo Sicily hôm 19 tháng 8. Sự cố khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có tỷ phú công nghệ Anh, My Lynch cùng con gái. Câu hỏi chính mà các nhà điều tra đang tập trung lúc này là tại sao một thuyền buồm được sản xuất bởi nhà sản xuất Perini Navi của Italia coi là không thể chìm, lại bị chìm. Trong khi một chiếc thuyền buồm treo cờ Hà Lan neo đậu gần đó hầu như không hư hại Ngoài ra nhiều khả năng tai nạn xảy ra khi các hành khách đang ngủ và một trong những trọng tâm của cuộc điều tra là xác định xem họ có được cảnh báo hay không. Trong tuyên bố phát đi ngày 25 tháng 8 sau khi nhà sáng lập Pavel Durov bị bắt giữ ở sân bay Pháp, Telegram khẳng định nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành CEO của họ không phải chịu trách nhiệm cho việc nền tảng này bị làm dụng. Telegram cũng bác bỏ cáo buộc công ty này không tuân thủ luật pháp EU khẳng định các chính sách kiểm duyệt nội dung của họ phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành. Bình luận trên được đưa ra sau khi giới chức Pháp bắt giữ ông Durov tại sân bay Paris Le Bourget khi máy bay riêng chở nhà sáng lập Telegram từ Azerbaijan đáp xuống Paris hôm 24 tháng 8. Giới chức trách Pháp lập luận, việc Telegram không đủ khả năng kiểm duyệt nội dung, các công cụ mã hóa mạnh mẽ và thiếu hợp tác với cảnh sát đã cho phép tội phạm phát triển mạnh trên ứng dụng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dimitri Medvedev ngày 25 tháng 8 yêu cầu chính phủ Pháp giải thích cho quyết định bắt giữ ông Doudrop, cảnh báo Pháp có thể phải trả giá đắt với vụ việc. Trong diễn biến liên quan, nhà sáng lập Tesla và SpaceX tỷ phú Mỹ Elon Musk chỉ trích vụ bắt giữ của Pháp. Nhật Bản ước tính sẽ xả tổng cộng 63.000 tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra đại dương sau khi kết thúc đợt xả nước thải thứ 8 từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Công ty điện lực Tokyo, TEPCO, đơn vị điều hành nhà máy điện, hiện đang thực hiện đợt xả thải thứ 8 bắt đầu vào ngày 7 tháng 8. Nhật Bản đã bắt đầu xả nước nhiễm hạt nhân Fukushima ra biển vào ngày 24 tháng 8 năm ngoái, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương và phản ứng dữ dội của các quốc gia láng giềng. TEPCO và chính quyền Trung ương Nhật Bản khẳng định rằng việc xử lý nước thải phóng xạ đã qua xử lý là rất quan trọng trong việc ngừng hoạt động nhà máy hạt nhân Fukushima nơi đã hứng chịu sự cố tan chảy nhiên liệu lò phản ứng sau thảm họa động đất và sóng thần thảm khốc vào năm 2011. Việc xả nước thải dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 30 năm. Trong khi đó, lượng nước nhiễm hạt nhân tiếp tục tăng hàng chục tấn mỗi ngày. Một đợt hạn hán nghiêm trọng đã khiến cho nước máy ở một số thị trấn dọc theo bờ biển Costa Blanca của Tây Ban Nha không thể uống được, buộc những người dân địa phương phải xếp hàng tại các điểm phân phối nước đóng chai để nhận nước sạch miễn phí. Khi mực nước giảm, độ mặn tăng lên khiến chính quyền ở một số khu vực coi nước máy không an toàn để uống hoặc nấu ăn. Nước đóng chai đang được phân phát miễn phí, tuy nhiên để lấy được nước, người dân phải xếp hàng chờ đợi. Các nhà hoạt động cho biết tình trạng phát triển quá mức, biến đổi khí hậu và du lịch đại chúng ở khu vực Địa Trung Hải trong những tháng mùa hè đã làm trầm trọng thêm vấn đề này. Trong hai năm qua, lượng mưa rất ít, Năm ngoái lượng mưa ở đây chỉ bằng một nửa lượng mưa trung bình các năm khác. Biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Thời tiết nóng hơn, ít mưa hơn. Tôi nghĩ chúng ta đã bước vào tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Tại khu vực Marina Alta, phía bắc thủ phủ Alicante, lượng nước tiêu thụ tăng vọt từ mức 2,3 tỷ lít vào tháng 1 lên 19,67 tỷ lít vào tháng 7. Theo Viện Thống kê Quốc gia, có gần 38.000 hồ bơi trong khu vực, tức là cứ 5 người dân thì có một hồ bơi. Việc thiếu nước đã buộc các thị trấn cấm các hoạt động như đổ đầy nước vào hồ bơi hoặc tưới vườn và rửa xe vào ban ngày. Việc tiếp tục khai thác tài nguyên có thể mang lại lợi ích cho một số người, nhưng gây ảnh hưởng nặng nề đến số đông người dân địa phương do việc xả thải hóa chất và chất thải công nghiệp vào sông, hồ và biển, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và nguồn nước sinh hoạt của họ. Các hoạt động khai thác tài nguyên thường sản sinh khí thải nhà kính, góp phần gây ra biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán. Ở thị trấn dọc bờ biển Costa Blanca, Hiệp hội Nông dân cho biết hạn hán gây ra thiệt hại hơn 65 triệu euro, tương đương 72 triệu đô la Mỹ cho ngành nông nghiệp của khu vực này. Một đội dọn dẹp chuyên nghiệp đã leo núi để thu gom rác thải xung quanh tượng Chùa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil, nhằm bảo vệ một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của đất nước này khỏi ô nhiễm. Tại Brazil, rác đang bao vây nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới, trong đó có tượng chùa cứu thế ở Rio de Janeiro. Mới đây trong chiến dịch thu gom rác thải từ trên cao, một đội dọn dẹp vệ sinh chuyên biệt đã được thuê để thực hiện công việc khó khăn này. Để dọn rác thải nằm trên sườn núi, bên dưới tượng đài khổng lồ, đội vệ sinh đã mặc đồ bảo hộ và sử dụng dây thừng buộc vào các thanh chắn xung quanh bệ quan sát của bức tượng. Sau khi leo xuống, Đội dọn dẹp không chỉ thu gom chai nhựa và các loại rác thải mà còn thu gom cả những vật liệu dễ cháy để giảm nguy cơ cháy rừng. Rất khó để dọn dẹp ở đây nếu không có công ty quản lý rác thải đô thị. Điều này sẽ không thể thực hiện được. Những người này vừa bảo vệ khu vực, vừa giảm nguy cơ hỏa hoạn và các vấn đề khác xung quanh tượng chủ cứu thế. Đội dọn dẹp này gồm những người có chứng chỉ leo núi chuyên nghiệp và thường đến dọn dẹp những sườn đồi núi nổi tiếng của thành phố. Vườn thú London của nước Anh vừa tiến hành đợt cân đo sức khỏe hàng năm để cập nhật dữ liệu từ khoảng 14.000 cư dân tại đây. Hoạt động này rất quan trọng và nằm trong công tác kiểm tra và bảo tồn động vật toàn cầu. Việc cân đo các con vật không hề dễ dàng. Nhân viên vườn thú đã phải dùng nhiều chiêu thức dụ dỗ từ việc đặt thức ăn tại các vị trí chiến lược cho đến vớt ve hoặc cùng chúng chơi đùa có rất nhiều thách thức, đặc biệt là với một số loài động vật tinh nghịch như loài khỉ. Tất cả chúng đều muốn lên cân cùng một lúc và người quản lý phải xác định con nào đã được cân, con nào chưa. Còn chim cánh cụt lại rất khó chiều, chúng chỉ cố tìm cách lấy cá khỏi tay bạn trước khi bạn kịp xác định cân nặng của chúng. Hơn 14.000 con vật đang cư ngụ tại vườn thú London, nhưng chỉ khoảng 400 con được nhân viên đưa lên cân. Những loài vật nhỏ như kiến khó mà cân được. Các nhân viên vườn thú ước tính cân nặng của mỗi con kiến chỉ khoảng 5mg. Dữ liệu thu được sẽ được chia sẻ với các vườn thú và các chuyên gia bảo tồn động vật trên khắp thế giới để phục vụ cho công tác chăm sóc và bảo tồn động vật.